À Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử quý bà con đồng hương, chúng ta sẽ tiếp tục trả lời vấn đáp Phật pháp ha. À, câu hỏi à, tiếp theo. À, dạ con chào sư, à, nhà bếp của con mấy con dán ngự nhiều quá, tối nhà đi ngủ à, dán tràn ra rất nhiều. Con cũng có đọc kinh mà cách làm à, hay lực của con không đủ nên à, mấy con dán vẫn chưa chịu đi. Sư có bài chú nào để đọc rồi hồi hướng cho các con dán tìm nơi an vị khác không chứ như này mất vệ sinh sáng nào cũng dọn dẹp lại mất thời gian mà lãng phí nước nữa con thì không muốn sát xanh em con mua bình xịt mà do rằm tháng 7 mẹ con không cho xịt con kêu để con đọc kinh xin các ngài dán thử xem chữa dáng á hả chữa dáng phải hỏi chuyên môn với hỏi sư cô tụng kinh tụng chú không có xi si nha đâu ha cô nói thiệt tình luôn á à, tại vì trong chùa mà cũng nhiều dáng lắm nếu nói không đủ lực nếu nói có bài chú nào thì chắc trong chùa không có dáng không có chuột đâu cô thấy chùa nào cũng có dáng có chuột hết á à. thành ra ngay cả chùa cô bên này cũng vậy là sạch sẽ lắm nhưng mà bếp nó vẫn có vẫn có dáng vẫn có chuột như thường chỗ nào có đồ ăn thì nó tự sinh sôi thôi tới mùa đông nó lạnh quá thì thấy nó biến mất chứ tới mùa hè nó đẻ ra quá chừng à Bây giờ phải uh, có nhiều cái không muốn sát xanh thì nó có nhiều cái kiểu uh, search Google uh, cô search thử Google cô thấy có nhiều cách trị dán uh, mà truyền thống không có lấy bình xịt như là dùng lá nguyệt quế rồi dùng quả sa kê dùng hành tây dùng bột gia vị dùng phèn chua vỏ cam chanh bưởi vân vân trên chị google chỉ rất là nhiều thì bạn thử áp dụng coi cái nào có hiệu quả nha à, còn cô thấy ở bên này thì phật tử cô có mua cái loại mà đuổi dán đó là dán cái miếng dán không không có giết nó nhưng mà mua cái miếng dán nó dán lên bốn góc nhà à, rồi dán vô mấy cái chỗ mà đường đi của dán á, rồi là một thời gian nó nó nghe mùi nó không có đi nó không có đến nữa hoặc là mua cái máy đuổi dán nó có cái sóng âm nó 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 phát ra cái sung xung sóng á, thì con dán nó không tới nhưng mà cô thấy vẫn không có triệt để nha à, à, thì mình thử các cái phương pháp dân gian như nãy cô nói á, dùng mấy cái quả lá nguyệt quế bột gia vị phèn chua này nọ trên google có chỉ mình thử xem còn ở việt nam thì đến các cái tiệm thuốc hỏi cái thuốc nào mà dán để cho nó cái mùi nó đi thì mình về mình dùng được nha còn tụng kinh tụng chú là cô thấy không có hiệu quả <laughs> rồi con xin chào quý sư thầy sư cô ạ à. Hiện tại con vẫn chưa là Phật tử quy y tam bảo Vì con không quen ai ở chùa hết Nên con không biết phải quy y như thế nào Con vẫn thường hay nghe sư cô giảng pháp Nhưng con còn vướng một số thắc mắc Mong sư cô giải đáp Thứ nhất con nghe nói chú Đại Bi có oai lực rất mạnh Chỉ có Phật tử quy y mới được tụng Vì có thần Phật hỗ trợ Con chưa quy y nên không được tụng Vì bản thân sẽ không chịu được sức mạnh của thần chú <laughs> Như vậy có đúng không? Câu thứ hai, con thấy chú Đại Bi tiếng Phạn số câu ít hơn chú Đại Bi tiếng Việt rất nhiều. Vậy ý nghĩa và công năng của hai chú Đại Bi tiếng Phạn và tiếng Việt có giống nhau không ạ? À? Thứ ba, con hay nghe sư cô giảng pháp nhưng con thường để ý nhưng con thường để 3 bốn ngày sau con mới hồi hướng công đức một lần. Con làm như vậy có được không ạ? À? Con xin uh, quý thầy quý sư cô uh, trả lời kính chúc quý thầy quý sư cô luôn mạnh khỏe. Câu số 2, à, sư cô gửi cho một cái đường link à, so sánh nguyên bản giữa âm tiếng Phạn và âm tiếng Việt của chú Đại Bi. À, bạn đọc cái bản so sánh này thì nó sẽ đầy đủ hơn, không có giải thích dài dòng ở đây. Câu số 3, tại sao hồi hướng mà phải để 2-3 ngày mới làm? Việc nào làm được thì làm thôi, đúng không? Làm liền là tốt nhất thôi. Rồi bây giờ câu trả lời câu số 1. Chú Đại Bi là Phật tử quy y mới được tụng, còn chưa quy y là không được tụng tại không chịu nổi thần lực. Câu này nó không có trúng lắm ha. À, nhưng mà nó có đúng ở một cái ý đó là quy y tam bảo mà trì chú thì có kết quả cao nhất là đúng ừ. không phải là người chưa quy y tam bảo không được trì tụng nha cô nhắc lại để đừng hiểu lầm chưa quy y hay đã quy y rồi đều trì tụng được cả nhưng còn nếu đã quy y mà kết hợp trì tụng thần chú thì có kết quả cao nhất là đúng là tại vì sao vì quy y tam bảo là mình nương tựa vào ba ngôi báu phật pháp tăng để mình biết cái con đường đó là tu giới tu định và tu tuệ vậy mình trì chú mà mình không có giữ giới, nghĩa là mình cướp của giết người thì việc trì chú này là không có kết quả. À, mình trì chú mà mình không tôn trọng giáo pháp của Phật, không tôn trọng Phật thì việc này cũng không có giá trị. Mình trì chú mà mình không tôn kính chư Hiền thánh Tăng, bồ tát a la hán những vị tăng ở đạo cao đức trọng thì trì chú cũng không được kết quả gì à, bởi vậy cái điểm bắt đầu tu học cho người phật tử cô vẫn khuyến khích rất là nhiều đó là mình phải quy tam bảo được không ạ à? và tu giới định tuệ à, trì chú á, là một một cái pháp tu trong cái phần định này à, tụng kinh á, là từ giới mình giữ giới nè từ giới thì xin định nè từ định thì phát tuệ đây là cái uh, cái tam vô lậu học là cái nền tảng cái căn bản mà trong nhà phật thì thiếu một trong ba đều không có được à, cho nên cô khuyến khích nếu mình đã thấy có duyên với phật pháp mình nên phát tâm quy y tam bảo tu giới định tuệ à, từ đó thì cái việc trì chú tụng kinh tu tập pháp môn nào của mình cũng phát huy được tối đa cái uh, hiệu quả này con mong cô hữu duyên được cô đọc tin nhắn này con xin hỏi về một chuyện chú của con Chú của con có nuôi một bầy heo trên dưới 20 con, trong đó bốn con heo mẹ có chữa, đa số còn lại là heo thịt. Chú cũng có khi mổ bán vào lễ Tết, còn bình thường thì chỉ nuôi. Đợt vừa rồi anh rể chú mất cách đây hơn 50 ngày, sau đó người ta xây mã cho người chết thì có dư gần hai bao xi măng chị của chú có kêu chú đem xi măng về nhà có làm gì thì làm. Sau khi chú đem về lấy xi măng và sử dụng trong ngoài cái chuồng heo, nhưng không hiểu sao cách đây hơn 10 ngày heo bị bệnh và chết dần hết, đã tiêm thuốc và gọi thú y lên coi nhưng họ không biết bệnh gì. Nhưng kỳ lạ là xung quanh có nhiều người nuôi nhưng mỗi heo nhà chú con là bị. Giờ thì heo chết nguyên chuồng, người ta nói là do chú lấy xi măng của người chết về làm chỗ chuồng heo nên bị cô cho con hỏi cái này là do năm tháng chú xui hay là do sử dụng xi măng làm mã ạ à? chú sinh năm vợ chú sinh năm à, con xin nhờ cô xem giùm con với ạ à. con chân thành cảm ơn sư cô bác sĩ thú y đến kiểm tra còn không biết vì sao heo chết thì làm sao mà sư cô biết được đạo phật mình là chủ chư chủ trương là nhân quả không có tin vào ngày tháng ngày giờ năm tháng hay kỵ tuổi gì hết còn cái chuyện mà lấy uh, xi măng ở chỗ người mã về xây cô thấy nó cũng không có cái uh, cái 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 liên hệ gì lắm đâu này bác sĩ thú y thì mới rành nhé à, dạ Câu hỏi tiếp theo, con có ba mẹ ruột và bảy chị em trong nhà, gia đình con rất hòa thuận và thương yêu nhau nhưng chỉ riêng cá nhân con lại có trường hợp rất kỳ lạ, dù con sống với ba mẹ ruột nhưng con lại không cảm nhận được tình thân thương, sự gần gũi, lúc nào cũng cảm thấy xa lạ như là người như là con không thuộc về nơi đây dù ba mẹ con không hề đánh đập hay chửi mắng đối xử tệ với con còn trong bảy anh chị em con chỉ thân thương và thiện cảm yêu quý với ba người ba người còn lại không một chút cảm xúc nào dù là cùng cha cùng mẹ sinh ra ừ, xin sư cô cho con biết về những thắc mắc này à, sống trong gia đình mà thấy không có sự gần gũi yêu thương là do, là do ít quan tâm đến nhau là do không có hợp tính nết của nhau cho nên dẫn đến là cái tình thương cái cảm xúc của mình không có đồng đều À, muốn yêu thương đồng đều thì mình phải nỗ lực xây dựng các mối quan hệ trong gia đình à cái này không có đổ thừa năm tháng ngày giờ hay là gì hết thì mình phải vung bồi cái tình cảm qua mỗi ngày cô nói tình cảm không phải dễ mà phát sinh được dĩ nhiên là cùng một mẹ một cha sinh ra thì người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã thì mình cũng có cái cái mối dây liên hệ thân tình nhưng mà mình muốn cái đó nó phát triển thì mình phải biết quan tâm thương yêu lẫn nhau cho nên mới có cái câu mà con một mẹ một cha ngày một xa mà con Phật thích ca ngày một gần đó, là sao? Cho dù cùng một mẹ một cha sinh ra nhưng mà mình không có cái truyền thông kết nối không có cái sự vung bồi quan tâm yêu thương và 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 và, và hợp hợp tính hợp ý hợp lý với nhau trong những cái hành động lời nói thì là mình sống trong gia đình mà ngày mình một xa với nhau nhưng mà mình đến đến chùa mình có huynh đệ rồi những người cùng một lý tưởng như mình cùng đi trên đường vui cùng tin tưởng một cái niềm tin và cùng làm lợi lạc phụng sự mình thấy có cái sự giao cảm à, cho nên nhiều khi còn thân thiết hơn là ở trong gia đình à, vậy thì cái này á không chỉ dựa vào máu mũ quan hệ ruột rà không mà tự nhiên có sự yêu thương và kết nối mà mình phải do nỗ lực À, có một câu thơ cũng rất là dễ thương đó là bạn sẽ không tránh khỏi cái việc mà thương một người khi mà mình cứ à, thường xuyên liên tục à, quan tâm và để ý đến người đó tức là ban đầu thì không có tình cảm đâu nhưng mình cứ à, à, quan tâm gần gũi chăm sóc thì tự nhiên tình cảm nó sẽ nảy sinh đúng không à, ở trong gia đình mà thấy không thân thiết với lại các anh chị em hay bố mẹ là do mình mình chưa có đủ sự quan tâm và yêu thương nha. À, chứ không có phải giải thích cái gì cho nó mê tín rườm rà kiếp trước kiếp này cô cũng đâu có tuệ nhãn đâu mà nhìn thấy kiếp trước kiếp này chỉ thấy hiện tại là nếu như mà mình chăm sóc đủ cho một mối quan hệ mình dành đủ quan tâm cho một mối quan hệ thì chắc chắn là nó sẽ à, nó sẽ tiến triển tốt đẹp ở đây cô có hai phật tử hơn vừa rồi về về tư vấn một chị thì rất chi là dễ thương được chồng cưng thôi khỏi chê luôn đi chùa là hỗ trợ hết sức chở vợ chở con đến chùa còn coi con cho vợ tụng kinh ngồi thiền nữa rất là quan tâm còn một chị thì sống rất là không hạnh phúc với chồng chồng không có một cái sự quan tâm yêu thương lợt lạc giống như là còn tệ hơn người dân nước lã ngoài đường về đất sống với nhau trong một mái nhà nhưng mà không hề quan tâm đến cảm xúc của nhau thậm chí là không có quan hệ giới tính luôn á, à, không hề quan tâm nhau là đau ốm buồn phiền buồn vui gì hết trơn á, thì hai người thấy hai lối sống khác hẳn à. à chị bên đây thì thấy rõ ràng á, à, chị cũng không có giỏi tiếng Hàn nhưng mà từ cái ăn cái uống gì chị cũng hết lòng hết dạ hướng về chồng thôi, à, cho nên sao tự nhiên á, là chồng cũng cảm nhận được cái tình thương đó nên là có xung đột với gia đình bên chồng thì chồng cũng đứng ra đỡ hết còn chị bên này thì sống với chồng nhưng chính vì không có tình cảm lại không nỗ lực vun bồi tình cảm mà cứ hướng ra bên ngoài. Tức là để một chân ở trong nhà nhưng một chân ở là hướng ra bên ngoài. Ruột dạ, gan lòng gì là để ở bên ngoài. Cứ hướng ngoại mà không có nhìn về vun vén gia đình đó. Nên càng lúc nó càng lợt lạc. Rồi từ đó mà mâu thuẫn nó nảy sinh. Không tìm được tiếng nói chung. Ừ. Chưa hẳn là do không nói được tiếng Hàn, do ngôn ngữ bất đồng đâu. Mà là do cả hai không dành đủ tình cảm, sự quan tâm và yêu thương cho nhau. À, anh chị em trong gia đình cũng vậy nha con chào sư cô con hỏi con đi làm bị cô lập không ai nói chuyện với con con vừa làm vừa đọc Nam mô A Di Đà Phật hoặc Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật như vậy có được không cô đi làm bị cô lập là do cái lối ứng xử còn niệm Phật là cái phương pháp tự tu mình niệm Phật là cái phương pháp tự tu cho nên niệm A Di Đà Phật hay là thích Ca Mâu Ni Phật đều tốt cả. Quan trọng là niệm có chánh niệm thì mình sẽ có thể thay đổi được cái những cái an trái hoặc những cái nghiệp mà không lành của mình. Đây. Chào sư cô, mâm co, con hỏi lúc nào con nằm đọc chú Đại Bi trong điện thoại và con trai con ngồi kế bên nhìn coi nó và cũng nói chuyện với nó. Nằm đọc chú Đại Bi ra tiếng khi con đọc. Còn không biết nằm đọc chú đại bi mang tội Viết cái gì cô không có dịch được luôn á Không có dấu chấm dấu phẩy gì luôn á quý vị Mà viết tắt nữa nha Đọa địa ngục khi con đọc xong gặp trang không được nằm đọc Mong cô cho con lời khuyên với ạ Lo quá cô vậy con nên đọc chú đại bi nữa không cô Cái này cô đoán ý trả lời ha Chứ bạn viết cái gì cô cũng không có dịch ra luôn đó thì bây giờ tụng tụng kinh thì đi đứng nằm ngồi gì á cũng có thể trì chú niệm phật được hết cái này cô nói nhiều lần rồi đúng không đi đứng nằm ngồi gì cũng có thể nhớ nghĩ đến niệm phật trì chú nhưng trong hoàn cảnh không trang nghiêm ví dụ như là mình đang ở trong nhà vệ sinh mình đang nằm thì những cái tư thế không có trang nghiêm này thì mình chỉ niệm trong đầu và đừng có đọc ra tiếng không có phát ra tiếng Thậm chí niệm Phật mà nằm cũng không có niệm ra tiếng nữa Nằm thì niệm trong đầu thôi Chú Đại Bi cũng vậy Chỉ vì, vì mình nằm chơi mà mình trì chú phát ra tiếng Thì người ta nhìn vô Người ta thấy mình là không có tôn trọng Pháp rồi Cái hình thức tu tập này nó cũng không có phù hợp lắm Cho nên á đó bốn cái tư oai nghi tư thế đi đứng nằm ngồi gì cũng trì chú và niệm phật được nhưng mình phải tùy cái hoàn cảnh để sao cho có cái sự tôn kính với pháp bảo tối đa mình có thể giữ được dĩ nhiên là khi mình ngồi mình đáp y còn không là mình mặc áo tràng mình ngồi trước bàn thờ mình tụng niệm ra tiếng cái hình ảnh thì nó rất là đẹp nhưng còn cái lúc mình nằm mình coi con mình chơi với con mà mình vẫn nhớ trì chú là rất tốt nhưng mà chỗ này thì không có đọc ra tiếng nhen rồi Xin sư cô hang hỷ cho con hỏi vì sao trên mão của Bồ Tát Quán Âm lại có một hình Phật, còn trên mão của Bồ Tát Đại Thế Chí lại có một chiếc bình. Xin sư cô hang hỷ trả lời giúp con. a à, câu hỏi rất là đơn giản nhưng mà để trả lời là phải cần rất là nhiều dữ liệu. Thật ra sư cô hồi đó đó đi học á, học sơ cấp á, sư cô cũng có hỏi thưa hỏi quý thầy giáo thọ đó nhưng mà quý thầy cũng nói có thầy dạy sư cô trả lời là là cái này là do cái quan điểm thẩm mỹ của cái người tạc tượng á bạn hiểu không có một thầy là chuyên về nghiên cứu về các cái việc mà kiến trúc văn hóa mỹ thuật của việc điêu khắc tạc tượng Phật ở trong nhà Phật đó, thì thầy cũng có trả lời là do cái quan điểm thẩm mỹ của cái người mà tạc tượng chứ cũng không có phải là hỏi là ờ, tại sao Bồ Tát thì tạc như này Bồ Tát Quán Thế Âm thì tạc như kia Bồ Tát Đại Thế Chí hoặc Phổ Hiền Văn Thù thì sẽ tạc thế này thế nọ đó là cái quan điểm theo cái tiêu chuẩn thẩm mỹ của riêng cái người nghệ nhân đó thôi đó là quý thầy đã dạy như vậy nhưng mà khi nhận được câu hỏi này thì sư cô cũng có tìm hiểu thêm và nhờ sư huynh của mình cũng tìm hiểu thêm một số cái tài liệu bằng tiếng trung quốc tài liệu bằng tiếng việt nam thì thấy ít còn tài liệu bằng chữ hán mà sư cô với sư huynh sư cô tìm ra được thì có ghi một cái câu chuyện này thì cô đọc để bạn cô kể lại để bạn tham khảo thôi chứ câu chuyện này nó cũng bằng tiếng hán ha À, tức là theo Phật giáo dân gian Trung Quốc mà lưu truyền rằng á, thì khi Bồ Tát Quán Thế Âm mà lúc sơ phát tâm á muốn cứu độ tất cả chúng sanh thì đã phát tâm là muốn um, phát cái đại nguyện lớn là cứu độ hết thảy chúng hữu tình nhưng mà một thời gian sau thì ngài rất là buồn khổ vì chúng sanh nghiệp nặng khó độ đó lúc ấy ngài có thoái tâm thì Đức Phật A Di Đà biết được cái chướng ngại của ngài cho nên đã dùng Phật lực gia trì để giúp Bồ Tát Quán Thế Âm thông suốt thì từ đó tinh tấn tu hành đạt được cái quả vị lớn và do tri ân Phật nên ngài lấy cái hình tượng Phật để đội lên đầu để giờ giờ khắc khắc đều nhớ ơn Phật. Đây là cô đọc trong cái uh, mẫu chuyện Phật giáo uh, dân gian của Trung Quốc bằng tiếng Trung ha còn bồ tát đại thế chí lúc mà sơ phát tâm á, thì tu hành được nghe giảng rằng là tứ ân rất là khó báo đáp chỉ có tu hành thì mới báo đáp trọn vẹn được tứ trọng ân cho nên khi mà cha mẹ của bồ tát mất á, thì nhớ thương cha mẹ sau đó ngài đã sau khi mà trà tì sau khi mà thiêu á, ngài đã lấy một ít xương cốt bỏ vào cái bình nhỏ đội ở trên đầu à, để mà à, quyết tâm là lấy cái công phu tu tập tu hành tinh tấn của mình để mà hồi hướng cho cha mẹ thì ngài tu hành mà khi chứng quả vị giải thoát thì xương trong bình đã hóa thành cái ánh sáng trí tuệ à, cái biểu tượng như vậy do cái nội dung cái câu chuyện kể như vậy cho nên bồ tát quán thế âm á, là biểu tượng của từ bi từ bi là độ hết thảy chúng sanh hữu tình và nhớ ơn phật cho nên trên mão của ngài để phật a di đà còn biểu tượng của bồ tát đại thế chí là sao là trí tuệ lấy quyết lấy cái công phu tu tập phát sanh trí tuệ để để báo được tứ trọng ân à, hành động của hai vị bồ tát này làm nhắc nhở chúng sanh là phải thượng cầu phật đạo hạ hóa chúng sanh mục đích là cũng báo đáp tứ trọng ân cho nên có thể là do cái truyền thuyết dân gian này mà à, các nghệ nhân đã tạc tượng như vậy rồi. À, câu hỏi này cũng rất là tri ân sư huynh của sư cô đã tìm à, giúp sư cô rất là nhiều tài liệu à, chứ một mình sư cô tìm có khi là sư cô đã ngán quá mà bỏ cuộc đó <laughs> quý phật tử mà nghe vấn đáp phật pháp thì cũng à, hướng tâm gửi lời tri ân đến quý thầy sư huynh của sư cô ha à, hỗ trợ sư cô rất là nhiều trong cái việc à, trả lời vấn đáp phật pháp cho quý vị con hỏi con chào sư cô, sư cô cho con xin hỏi hiện tại con đang ở Hàn Quốc, con muốn tụng kinh tại nhà để hồi hướng công đức và cầu mong sức khỏe cho ba mẹ ở Việt Nam. Nhưng con không biết phải tụng những kinh nào, cách tụng ra sao, sau khi tụng xong thì hồi hướng công đức như thế nào. <laughs> bạn này ở Hàn Quốc mà ở đâu nhỉ, có tham gia đạo tràng của sư cô chưa? Hỏi cái này là có theo dõi trên fanpage Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc hoặc là xem Youtube của sư cô rồi đúng không? Và nếu mà bạn ở đây thì bạn hoan hỷ đến sinh hoạt một cái đạo tràng nào mà gần nhất của mình còn không đi được thì có thể gửi tin nhắn cho phụng sự viên để được nhận kinh ở trong cái quyển kinh phật căn bản mà cô gửi cho phật tử đọc tụng ở đây nè hoặc là quyển nghi thức tụng niệm trong các quyển kinh đều có hướng dẫn đầy đủ các nghi thức luôn tức là vào kinh một làm sao tụng thứ tự như nào tụng bài kinh gì tụng xong có phần hồi hướng luôn à, còn nếu mà chưa quen á chưa quen nữa thì hàng ngày bạn có thể lên trang Facebook của Chùa Giác Ngộ để trực tiếp cái khóa lễ tụng kinh vào lúc 6 giờ 45 phút mỗi tối để tham gia tụng cùng với lại tăng đoàn. Thì mình tụng kinh mình sẽ nghe quý thầy tụng theo thứ tự như nào, cách hồi hướng ra sao, mình áp dụng giống giống là được ha. À tại bên này mình chưa có chùa đó giờ mà 6 giờ 45 phút là công phu tối thì chỉ có mình sư cô công phu được thôi cho nên nó là đại dịch covid nữa thành ra là rất là hạn chế phật tử đến chùa vào cái giờ tối như vậy nên là các bạn phải nghe tụng online ở trên facebook chùa giác ngộ dùm sư cô nha rồi Sư cô ơi, con chào sư cô ạ. À. Con hiện tại vẫn là học sinh. Con biết cô qua kênh YouTube và con thích nghe cô giảng lắm ạ. À. Con có một câu hỏi mong sư cô trả lời con nhé. Lúc con đi học, con có nhìn bài bạn. Lúc kiểm tra với lại con cũng chỉ bài bạn con nữa. Con cũng hay phao trong lúc kiểm tra. Tội này của con có được gọi là gì trong nhà Phật vậy sư cô? Con sẽ cố gắng sám hối để không lặp lại nữa. Cảm ơn sư cô. Rất là dễ thương ha quay bài rồi hả liếc bài của bạn mà chân thành mà khai báo như vậy á là cũng phải nói là giỏng mảnh lắm á. có nhiều người á làm làm sai rồi không có dám không có dám kể ra giấu giấu cái sai là còn tệ hơn nữa thì bạn này á, làm sai mà biết nhìn lại để sửa sai và xin sám hối là cô cũng tán thán thì tội này trong nhà phật quy và tội trộm cắp và nói dối nói dối là sao trong lúc khi thi là có thầy cô nào cho phép mình được nhìn bài liếc bài hoặc là quay bài không không đúng không mà mình làm là mình nói dối và trộm cắp rồi à, thì bây giờ bạn phải sám hối hai cái tội này nha ừ. còn chỉ bài cho bạn á, thì thiệt ra là sư cô cũng có phạm giới này luôn Và lúc cô đi học cô cũng hay chỉ bài cho mấy người ngồi xung quanh đó <laughs> Ai cô rất là may là giờ mình không có đi thi cử gì nữa cho nên nó nó cũng bớt cái nghiệp này chứ cô mà còn đi thi là cô cũng còn chỉ bài cô thì không bao giờ quay bài nói thiệt luôn nhỏ lớn là không có quay bài không có dám quay bài tại sợ chưa kịp dở ra là đã rung cầm cặp rồi cho nên là nhưng mà bạn cô có quay bài đọc cho cô chép nữa ra rất là thông cảm với bạn luôn hồi đó cô đi học có nhiều môn muốn cô học hoài không có thuộc bạn ơi thiệt cũng phải cái gì cũng biết đâu nha có nhiều môn chán á học chán lắm là các cái sư cô bạn á là hả đọc bài cho cô chép nữa đó đọc chữ nào cô chép chữ đó <laughs> rồi có nhiều môn mà cô thích cô học tốt đó là um, cô chỉ lại cho các bạn khác cho nên thôi cái này là cũng nhân câu hỏi của bạn cô cũng sám hối luôn này. thôi ráng ha cho mình ráng sám hối điểm số nó cũng là tương đối thôi cho nên nó là đừng có quan tâm lắm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Con kính chào Sư Cô, kính chào anh chị em Phụng Sự Viên Con có một chị nhờ Sư Cô khai sáng giúp con Con có mua hai bức tranh số hóa Đức Phật Bổn Sư Nhưng chỉ có ảnh chân dung chứ không phải ảnh toàn thân Phật Tranh số hóa là mua về rồi tự tô màu theo số cô ạ con đã tô màu hoàn thiện hai bức tranh và treo trên tường với lòng tôn kính và hoan hỷ vô cùng. Nhưng có hai người bạn nói với con không nên treo tranh chân dung của Phật như vậy mà phải treo ảnh toàn thân của Phật, chứ không sẽ bất kính và đọa địa ngục. Điều đó có đúng không ạ? À? Bây giờ con phải làm sao với hai bức tranh Phật con đã tô màu? Con mong cô khai sáng giúp con, con xin gửi ảnh minh họa phía dưới là một bức giống như con đã tô ạ. À. Con cảm ơn sư cô anh chị em phụng sự viên đã đọc câu hỏi của con. Bức tranh của bạn vẽ tô màu rất là đẹp, cô rất là tán thán. Ở trong kinh Phật có nói là mình tô vẽ hình tượng Phật với tâm niệm là kính trọng tam bảo là có phước, là dù là hoàn chỉnh hay là chân dung nhiều cái bức tranh Phật chân dung rất là đẹp có sức gợi rất là cao sao mà nói cái câu rất là tà kiến là treo tranh Phật phải treo toàn cảnh chứ không có được treo chân dung vậy đúng không tâm bạn không hề hủy bán tam bảo cho nên bạn đâu có tội đâu mắc gì phải hoang mang bạn tô xong bạn rất hoan hỷ nữa đúng không cô nghe cô cũng còn hoan hỷ nữa nên tuyệt đối mấy cái này là đừng có sợ nha rồi câu hỏi tiếp theo sư cô cho con hỏi con thì ham đọc kinh có nghe một sư thầy nói là đọc kinh nhiều không tốt vì mỗi lần đọc kinh như vậy mình thỉnh phật về ngồi đó nghe mình tụng 2-3 tiếng là mình hành phật vậy không có tốt <laughs> vị nào mà nói câu này á là chưa hiểu phật pháp rồi tụng kinh tụng luật á là truyền thống từ của phật giáo mà ngay thời uh... Còn Phật tại thế thì các vị tu sĩ đã cũng đọc tụng lại các giới luật với nhau rồi. Nếu mà không có người tụng kinh thì bây giờ giáo Pháp nó sẽ mai một còn đâu đến thời đại mình. Mình biết là sau khi Phật nhập diệt khoảng 300 năm sau thì lần đầu tiên mới có cái việc mà kết tập kinh tiện điển mà ghi lại được bằng chữ viết. Chứ trước đó là toàn là phải trùng tuyên không thôi. Mà nếu mà nói không có được đọc kinh như vậy là đi ngược với lại truyền thống Phật giáo luôn đó ha. À, trước đây mình đều nhờ vào cái việc trì tụng mà mình giữ gìn giáo pháp do đó người đệ tử Phật thì phải phát huy cái truyền thống tụng kinh này nha tụng kinh là ôm lại lời dạy của Đức Phật để hành cho đúng chứ mà nói mà thỉnh Phật về ngồi nghe mình là hành Phật không có đâu cái này là rất là không hiểu Phật pháp là gì luôn á rồi con hỏi tiếp theo, Namo A Di Đà Phật, con rất ngưỡng mộ sư cô giác lễ hiếu và mong muốn một lần được nói chuyện cùng cô. Một tuần trở lại đây con vô tình được nghe bài giảng pháp của cô trên Facebook, cực kỳ lôi cuốn, dễ hiểu và chân thật lần đầu tiên trong đời con như được khai sáng tâm hồn vậy đó trước giờ con không có tu tập phật giáo cũng chưa từng học khóa tu nào nhưng rất tín ngưỡng phật giáo và có tâm hồn hướng thiện con có một thắc mắc đã từ rất lâu rồi cho đến tận bây giờ vẫn chưa có lời giải theo con được biết phật giáo có hai luồng tư tưởng một là có chư thiên có linh hồn hai là không có nhờ cô hoan hỷ khai sáng giúp con con có nói gì chưa đúng mong cô hoan hỷ bỏ qua cho hai luồng tư tưởng một là có chư thiên linh hồn hai là không có cái này không biết bạn nghe từ đâu thật ra là đây là một cái câu nhận định nó chưa có được chính xác thế giới quan của phật giáo thừa nhận loài ngoài cái loài người ra còn có các loài khác à, tùy vào cái nghiệp lực mà có cái tên gọi khác nhau ví dụ như các loài thiếu phước thì có ngạo quỷ hoặc là súc sanh hoặc là a tu la các loài có phước có thể là trời và người Phật giáo thì không chủ trương linh hồn trường cũ cái này nghe kỹ nghĩa là không có công nhận tiểu ngã đại ngã không có một cái linh hồn trường cũ mà là cái thức thức tức là cái tập nghiệp của tâm mà cái này thì là vô ngã thì Phật giáo không có chủ trương linh hồn trường cũ là ngã hay là tiểu ngã gì hết mà là thức tập nghiệp của tâm là vô ngã thì trong kinh nói chúng sanh là thừa tự của nghiệp Là chủ nhân của nghiệp là Nghiệp là thai tạng mà nghiệp cũng là quyến thuộc Là nhân tố phán xét Vậy thì sau khi mất thì thức sẽ tái sanh Gọi là nghiệp thức thì quan điểm của dân gian và các tôn giáo khác đó, nó khác với Phật giáo cho nên người ta có thể gọi là linh hồn ma quỷ hồn vía phách vân vân còn Phật giáo thì dùng từ như nãy sư cô đã nói bạn có thể tìm hiểu thêm à, câu hỏi tiếp theo cô ơi cha con không tin Phật cha con hay nổi sân si con phải làm sao giúp cha tinh phật và không nổi sân si nữa đây ạ à? cha con luôn sợ người ta cười chê nên con cái dù phạm lỗi nhỏ cha cũng cho lỗi đó là rất to <laughs> giờ muốn cho cha tinh phật phát thì phải làm sao cha mẹ hay nổi sân si thì phải làm sao cái này cô cũng trả lời rất là nhiều lần rồi ở đây xin nói ngắn gọn thôi À, muốn cho chuyển hóa được cha mẹ người thân á, thì những người còn lại ở trong gia đình phải hết sức á, là những người giữ gìn giới giới đó là những cái điều đạo đức một cách uh, trọn vẹn và triệt để thì mình phải hành trì phật pháp thật là nhiều thì uh, mình mới có đạo đức có trí tuệ và có an vui thì những người sống chung quanh mình á, dần dần á, sống trong cái môi trường đó tiếp nhận được cái từ trường của đạo đức và an vui nhiều tình thương như vậy thì sẽ họ họ chuyển hóa dần họ thiết lập được cái niềm tin đối với phật pháp đối với nhân quả à, trên cái căn bản thực tế là họ thấy là người phật tử sống hiền thiện và có thành tựu như thế này trong đời sống trong tâm linh vân vân đó là cái cách chuyển hóa hiệu quả nhất chứ còn mình dùng lời nói để mình khuyên nó chưa có đủ lực đó thì cũng rất là khó câu hỏi tiếp theo nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật sư cô cho con hỏi một câu mà lâu nay con thường băng khoăn khi con nghe các thầy cô giảng đó là quy y rồi thì không theo và thờ đạo khác. Vậy có chùa rồi mà vẫn xây đền thờ mẫu là đúng hay sai? Con là Phật tử, mỗi khi đến chùa con không vào đền quỳ lại có được không ạ? À. Con rất mong sư cô hoan hỷ cho con được biết với ạ. À. à, câu hỏi này nó khá là nhạy cảm ha. Ở đây cô trả lời như này, mỗi một người đều có rất là nhiều vai trò khác nhau trong cuộc sống. Ví dụ như là lãnh tụ quốc gia họ không phải là cha mẹ mình nhưng mà tại sao khi họ qua đời thì mình có tưởng niệm họ vậy tại vì mình kính trọng người đó trên cái phương diện là đóng góp cho đất nước đúng không ừ. cho nên trong chùa cũng có những cái bàn thờ liệt sĩ các triều đại ủa nói quy phật rồi là không có thờ mấy cái này sao à, nhưng không có chúng ta thấy rõ ràng là có nhiều chùa rất là có thờ những cái bàn thờ anh hùng liệt sĩ nhiều triều đại khác nhau và yeah, mình đến chùa mà chỉ biết lễ lại Phật thôi, còn những người hy sinh cho quốc gia xã tắc mà trong nhà Phật có dạy tứ trọng ân, ân quốc gia, ân uh, rất nhiều, nhiều cái ân, đàn na tính thí mà mình phải báo thì trong đó có ơn quốc gia xã tắc ai giữ cho mình cái bình yên tổ quốc để mà mình có thể mà đến chùa tu tập như này, mà mình thấy những người đó không đáng kính trọng, không đáng tôn thờ là không có được uh, thì mình vẫn phải thờ để giữ được một cái nét truyền thống đạo đức và tháp nhang lễ lại bình thường à, Phật giáo mình là dạy tôn trọng tứ trọng ân cho nên trong chùa có bàn thờ Phật cũng có bàn thờ các vị thần à, các tướng lãnh hộ trì Phật Pháp có công cho đất nước miễn là mình phải biết cái vị đó là ai chứ tự nhiên mình đi thờ những cái vị thần của mấy nước khác à, những cái tướng lĩnh của các nước khác thì này nó cũng không không chưa có được hợp lý đúng không À, trong chùa mình đa số là có thờ à, bàn tổ đó là các tổ sư khai sơn tạo tự à, truyền giáo truyền giới ngoài ra còn có thờ ông bà tổ tiên cha mẹ của à, quý phật tử ở trong chùa nữa đúng không thậm chí thập loại cô hồn mình vì lòng thương mình cũng bố thí có bàn thờ cúng luôn à, việc thờ này nhằm cái mục đích là gì đây là tri ân và báo ân còn mình à, thật ra những vị mà thần hoặc là anh hùng liệt sĩ này có phải là hoặc là lãnh tụ quốc gia có phải là người giác ngộ tuyệt đối không không cho nên họ chưa chắc là đã là trọn vẹn toàn thiện nên ra cái gì tốt thì mình học ai cũng có cái tốt hết còn có cái gì không tốt thì mình đừng có học phật là bậc toàn giác cho nên mình nương nhờ để mà học hỏi đức phật quy y với đức phật À, còn những vị à, còn những cái mà chư thần chư thiên vân vân thì à, mình xem họ là người hộ trì tam bảo là những người có phước báu thì mình à, kính trọng kính trọng đây cô nói là mình không có quy y nghĩa là nếu mà mình có kính trọng mình thờ à, long thiên hộ pháp chư thần chư thiên thì mình kính trọng mình thờ nhưng mình không quy y à, quy y thì mình chỉ quy y phật rồi thì tại kể cả các vị thần chư thiên này cũng đều đã quy y đức phật cho nên mình kính trọng nhưng mình không nguy ha. Con hỏi tiếp theo dạ con xin kính chào sư cô sư thầy, con nghĩ quan hệ tình dục trước hôn nhân là phạm tội tà dâm là sai trái, con người không nên quan hệ tình dục trước hôn nhân. Con không biết con nghĩ có đúng không? Vì con vẫn chưa biết trong Phật pháp có nói đến việc quan hệ tình dục trước hôn nhân là tà dâm hay không. Xin uh, sư cô giải đáp thắc mắc giúp con xem suy nghĩ của con là đúng hay sai. À, tà dâm cái từ này ở trong nhà Phật được uh, hiểu đơn giản là quan hệ uh, trái với cái uh, luân thường đạo lý, tức là quan hệ với người đã có gia đình, quan hệ với trẻ em, quan hệ với những người uh, bà con thân thuộc nghĩa là quan hệ gần cận huyết, quan hệ với động vật uh, và trong đó có quan hệ trước hôn nhân nữa thì đều không có là được xem là chánh dâm nha. Thì uh, vì tại sao cái việc mà quan hệ trước hôn nhân hay sau hôn nhân nó quan trọng bởi vì hôn nhân là đánh dấu cái chủ quyền đồng thời nó cũng cho mình một cái trách nhiệm một cái cam kết nhiều bạn trẻ mà quan hệ trước hôn nhân ấy, chưa có một cái cam kết gì của thầy tổ sư phụ à, chưa có một cái à, à, ra mắt chính thức đối với gia đình hai bên cũng chưa có cái ràng buộc về mặt pháp lý hôn nhân thì có thể dễ dẫn đến là việc mà không có cái trách nhiệm và chưa có đủ cái à, à, cái, cái, cái tầm quan trọng nhận định đúng đắn về cái giá trị của hôn nhân cho nên nó khi mà tan vỡ thì có rất là nhiều hệ lụy ví dụ như là vô tình mà có thai thì cái người đối tác của mình có khả năng là chối bỏ trách nhiệm và sao? nhiều người có can đảm sinh con ra nuôi con một mình nhưng cũng có người là sao phá thai À, nhiều cái hệ lụy này nó rất là không có đảm bảo cho cái việc hạnh phúc gia đình trong hiện tại và cả trong tương lai cho nên cái việc này thì là không có khuyến khích à, đó là theo cái góc độ đạo đức của phật giáo nhìn thôi chứ thật ra mình nói vậy chứ có rất nhiều người quan hệ trước hôn nhân đúng không thì không thể nói là cái nào sai cái nào đúng mà là tùy mỗi người mình quyết định tại vì mình là chủ nhân của nghiệp mình cũng là người thờ tự của nghiệp của mình thì mình đủ lớn hơn 18 tuổi thì sẽ đủ có cái nhận định đưa ra cái quyết định và phải chịu trách nhiệm về cái hành vi của mình. Ở đây trên lập trường của sư cô thì sư cô cũng khuyến khích là không có quan hệ trước hôn nhân à, tại vì à, nếu như thật sự yêu thương nhau thì mình có cả đời để chung sống với nhau, à, mình sẽ trân trọng nhau rất là nhiều và mình à, có nhiều cơ hội để mà à, bày tỏ cái tình thương mến thân thiết của mình sau khi mình đã kết hôn, à, kết hôn hợp pháp và công khai, à, nhất là có lễ hằng thuận trước tam bảo, được nghe giảng dạy về trách nhiệm về À, những cái giá trị đạo đức của người vợ và người chồng với nhau trong quan hệ hôn nhân thì hôn nhân của mình nó bền vững hơn. Và cái à, à, cái việc mà mình chung sống với nhau nó cũng trở nên có ý nghĩa à, linh thiêng và có giá trị hơn là mình quan hệ trước hôn nhân ha. Kiểu gì thì cái phần thiệt thòi nhiều nó vẫn thuộc về giới nữ, phái nữ cho nên là các bạn nữ phải hết sức là à vẫn vẫn chảy à, và sáng suốt cho mình, bảo vệ cho mình. Yeah. Cô ơi, ba má con bị điện giật mất một lúc hai ông bà. Con ăn chay tháng 7 âm lịch và tụng kinh Vu Lan báo hiếu mỗi đêm và đọc chú Đại Bi Ba Biến. Con đọc cầu siêu tên ba má con. Vậy ba má con có được nhẹ tội không? Con sợ ba má bị giam, bị đánh dưới ở Diêm Vương. Con phải tụng kinh gì thêm ngoài kinh Vu Lan ạ? À? Mong sư cô chỉ giúp cho con. Nam Mô Di Đà Phật chia buồn với lại à, gia đình ha. Một lúc mà mất đi cả cha mẹ thì rất là đau lòng. Ngoài cái đọc kinh trì chú đại bi ở đây thì à, bạn có thể à, giữ giới và quy tam bảo, à, quy tam bảo và giữ giới thì mình sẽ có cái giới đức, lấy cái giới đức này để mình hồi hướng cho hương linh cha mẹ thì được nhiều phước hơn và bạn cũng không có nên tự quả quyết là cha mẹ mình đọa dưới địa ngục làm sao mà mình có được cái pháp nhãn để mình thấy là cha mẹ mình tái sanh về đâu mà mình tin là cha mẹ mình đọa lạc được phải không? mình đâu có dữ liệu để phân tích điều này à, thông thường mà cái người mà giữ được năm giới thì được tái sanh làm người hết à, có nhiều người họ không quy y Phật pháp tăng nhưng mà họ giữ thập thiện nghiệp họ cũng sanh lên trời phải không nè cho nên nếu như cha mẹ mà không ba má mà không có phạm tội lỗi gì nặng nề á thì không có đọa với địa ngục đâu ừ rồi ngoài kinh vu lan ra thì tụng kinh gì phải không có nhiều kinh lắm kinh thiện sanh, kinh đệ tử người áo trắng kinh người đệ tử áo trắng kinh phước đức kinh từ bi à, thậm chí tụng cho ba mẹ có thể tụng kinh địa tạng nữa à, kinh à, à, lương hoàng xám luôn à, Có kinh, kinh gì mình tụng cũng được nhưng với hết lòng thành kính à, giữ giới cho nó trong sạch để mình lấy cái giới đức đó mình hồi hướng trọn phần phước đức cho ba mẹ thì được nha rồi. Con chào sư cô, con tên Huệ, năm nay 34 tuổi, con ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Con đã có vài lần hữu duyên nghe thuyết pháp của sư cô và con thật sự muốn sư cho con lời khuyên. Con có ý muốn xuất gia nhưng con sợ tâm mình không đủ kiên định để dứt trừ mọi thứ. Con cũng không hiểu vì sao cuộc đời của con cứ rơi vào cái lòng vòng luẩn quẩn làm kẻ thứ ba. Hết người này đi thì con lại gặp người khác đều là như vậy. Từ nhỏ con cũng mê đọc kinh xem tướng số. Con cũng biết rằng những điều con trải qua giống như là nghiệp của con ở kiếp trước đã gây tạo nên kiếp này con phải trả. Con không oán trách họ đã lừa dối con mà con buồn vì bản thân con chắc chắn đã vô tình hay tổ hữu ý mà làm tổn thương người con thật sự không biết phải làm sao và bắt đầu từ đâu để cho cuộc đời của con được an yên đến cuối đời, con cũng không muốn gặp gỡ thêm bất kỳ ai trong đời nữa vì con sợ lại đau khổ nữa. Mong sư cô Hữu Duyên chỉ dạy cho con để tâm con không còn phiền não nữa. Muốn được an yên từ đây đến cuối đời, dạ cái muốn này nó đơn giản nhưng phải thực hiện nhiều thứ lắm. Đầu tiên là phải sống có đạo đức, giữ giới, à, sống có đạo đức giữ giới trong này nó có giới không tà dâm mình vô tình hay hữu ý cứ làm người thứ ba như vậy có phải mình đã phạm giới này không mà nếu đã vi phạm giới này tức là không có giới đức trong sạch thì mình không thể sống an yên được phải không chưa nói mình làm tổn thương cái hạnh phúc của gia đình người khác mà chính mình có bị tổn thương không có đúng không trái tim mình nó cứ hết bị rỉ máu ở chỗ này nó chưa lành mình lại gặp người khác để cho nó bị tổn thương một lần nữa thì không thể nào có bình an được hết nha từ bây giờ không có tới kết thân kẻ xấu tìm người tốt mà chơi không có bạn tốt không gặp được người tốt thì thà sống một mình đức Phật cũng dạy như vậy chứ không phải để đi lắp đầy cái nỗi cô đơn này mà không cho mình một cái thời gian để chữa lành cái vết thương tâm lý của mình thì không được ngoài ra cô cũng khuyên là ở cái độ tuổi này thì mình phải quan trọng là cái việc làm ổn định mình phải có việc làm ổn định phải tự chủ về kinh tế thì mình mới có cái đời sống mà nó an được chứ bây giờ mình bất ổn về tài chính mình phải nương tựa vào một đâu đó thì mình không an được ha và mình phải có cái kiến thức phật pháp căn bản có đời sống tâm linh cao thượng có giờ giấc tu tập đàng hoàng ngoài ra dành thời gian để phụng sự cộng đồng và dấn thân cho xã hội thì mình mới thấy cái, cái, cái giá trị của đời sống của mình đúng không À, cô thấy là bạn cần nuôi dưỡng những cái thói quen sống tích cực người ta hay nói là gió tầng nào gặp may tầng đó ông phước của mình cỡ nào thì mình sẽ gặp cái người tốt cỡ đó cho bây giờ mình thấy à, mình có nhiều cái trắc trở trong tình duyên nhiều cái không như ý quá chứng tỏ là phước mình mỏng mà nghiệp mình dày thì mình phải bồi thêm cái lối sống tích cực hàng ngày mà tạo phước thêm như ngồi thiền đọc sách nghe giảng tập thể dục giờ không có tiền bố thí thì làm công quả à cho mình phải cải thiện mình phải nâng cấp mình lên từ cái đời sống kinh tế sức khỏe cho tới cả những cái giá trị tâm linh và đạo đức thì như vậy chúng ta mới có thể có cuộc sống bình an hạnh phúc được. Này. Con đang sợ quá sư cô ơi Tại vì cha mẹ ly hôn mà không có chỗ ở Cho nên con ở với ngoại với cậu Mà cậu con đi tu xây một cái tịnh xá Nhưng chưa gia nhập giáo hội Phật giáo Việt Nam Cậu con thì không có tu đàng hoàng Ăn mặn, coi tướng số ngày giờ Coi bói rồi bán đồ phong thủy cho người ta nữa con thì sợ ăn tiền của bá tánh cúng dường mà mình chưa có tu được cậu mình lại như vậy con sợ mắc nợ của bá tánh với lại có quả báo xấu về sau nhưng con không ở đó thì con không có chỗ ở xin sư cô cho con lời khuyên câu này rất là dễ thương ha thể hiện người có tàm quý nghĩa là biết 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 xấu hổ với chính bản thân mình và biết uh, biết xấu hổ với lại tha nhân người này là người có tàm quý đáng trân trọng thì tại vì nếu mà mình ở đó mình cộng nghiệp đúng không mình không có trực tiếp á, là hả, lừa đảo bán đồ coi bói tướng số nhưng mình ăn ở đó thì mình cũng chịu cái nghiệp cộng chung thì bạn lo lắng này là đúng nhưng mà bây giờ sao cái hoàn cảnh của mình đang là sinh viên mình chưa có chỗ ở thì mình tạm thời phải nương nhờ ở đây thì bây giờ cậu không tu thì mình tu người ta không tu thì mình tu nếu trong thời gian mình ở đây mình vẫn sống chánh hạnh không lợi dụng ai mình có thời khóa công phu tu tập đàng hoàng một lòng mình hồi hướng tam bảo thì mình tạm thời ở đây thì mình sẽ không có tội đâu và đồng thời mình vừa học vừa làm kiếm thêm kiếm thêm một cái việc làm thêm nào đó để mình có thể tự chủ được kinh tế đủ điều kiện thì mình dọn ra ngoài thích hợp thì mình dời chỗ thì bạn không có sợ phải mắc nợ đàn na tính thấy nha Rồi, kính chúc bạn sớm có thể tìm được môi trường thích hợp để ổn định cái việc ăn ở và học hành của mình Rồi câu hỏi tiếp theo dạ con xin chào sư cô và các anh chị phụng sự viên con tên là trí ở cần thơ việt nam con biết đến sư cô khi ba con mất hồi đầu năm nay Đầu tiên cho con gửi lời tri ân sâu sắc đến sư cô và các anh chị phụng sự viên đã giúp con và nhiều người khác hiểu biết thêm về Phật Pháp chân chánh, dần thoát khỏi tà kiến, quay về với chánh Pháp. Bạch sư cô, con có một thắc mắc mong được giải đáp. Con đọc kinh dược sư, thấy có đoạn dùng các thứ hương thơm cúng dường. Hôm nay, trong lúc bao giái bàn thờ Bồ Tát Quán Thế Âm và trang thờ thần tài thổ địa nhà con, con có dùng nước hoa, tức là con có dùng dầu thơm á, để mà xịt... À, để mà phun lên bàn thờ sau khi bao sái xong chị họ con bảo là không nên vì các vị đã có tòa xe ngát hương rồi phun lên là không tốt con con biết việc con làm như thế có đúng không mong sư cô hướng dẫn ạ à. cảm ơn sư cô và các anh chị phụng sự viên ừ, câu hỏi cũng khá là dễ thương ha cúng dường hương hoa lên tam bảo đó là không sai đó là lý do tại sao mình dùng trầm hương mình xong bàn thờ mình dùng hoa hương để mà mình dân cúng vân vân trong kinh điển nói rất là nhiều từ sự cung kính mà làm từ sự hoan hỷ mà làm thì tất cả các việc làm này đều có phước báo cả nhưng mà trên thực tế thì đối với tu sĩ thì đức phật có giới gì không cho dùng hoa để mà trang điểm không cho dùng nước hương mà trang điểm vì cái này sao thu hút cái dục vọng lấy cái mùi hương đó lấy cái hương hoa đó để chi mình quyến rũ giới tính như làm gì cho nên nó là đức phật có là không có cho với người tu sĩ dùng cái này và thậm chí không phải tu sĩ nữa phật tử tại gia mà thọ bác quan trai giới thì trong ngày đó có được dùng trang sức nước hoa dầu thơm gì không không đúng không ai có thọ giới bác quan trai thì sẽ biết cái này thì đối với các thầy các sư cô và quý phật tử mà giữ giới đàng hoàng thì cũng không có dùng cũng không có dùng nước hoa nữa à vậy cho nên là thật ra cái việc mà bạn lấy nước hoa xịt lên thì nó cũng đúng là không có cần thiết ha. đức phật khích lệ cúng cái gì cúng bằng cái mùi hương của đạo đức của thiền định của trí tuệ à giới hương định hương giữ tuệ hương giải thoát giải thoát tri kiến hương có nghe câu này không ạ à, à vậy cho nên đức phật khuyến khích mình cúng cái gì cúng cái mùi hương của đạo đức là do mình giữ giới trong sạch nó có cái hương đức hạnh cúng mùi hương của thiền định mình có chánh định chánh niệm trong mỗi ngày đây là cái mùi hương cao tột nhất và cúng cái mùi hương của trí tuệ à, cái đó mới làm cho mình và đạo phật thêm cao thượng hơn là các cái loại nước hoa với hình thức nào cho nên sư ông thanh từ có một câu dạy rất là dễ thương cái nét đẹp của người tu là làm sao làm cho người ta khuyến tu nhìn cái hảo tướng của chư thầy chư sư cô đàng hoàng tu tập rất là trang nghiêm thì cái này không cần nước hoa hay là làm đồ trang sức hay là trang điểm gì cho nó đẹp nhưng mà cái nét đẹp này khuyến tu còn cái nét đẹp của người đời, cái mùi hương của người đời do từ nước hoa và các loại trang điểm ra, các loại trang điểm ra thì để làm cái gì? thu hút cái giới tính là dục vọng này không có khuyến cách trong nhà Phật, được không ạ? rồi nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật bạch sư cô con có một câu hỏi muốn nhờ sư cô giải đáp con muốn hỏi là đi du lịch thì có bị mất phước không? oh mong sư cô khi nào có chút thời gian rảnh trả lời giúp con, con cảm ơn ạ ô này nhạy cảm ha đi du lịch có mất phước không dạ thưa hai năm nay covid đó không có ai được đi du lịch đó cô nghĩ cái chuyện đầu tiên mà sau khi hết du lịch hết covid là tất cả mọi người sẽ ùn ùn đi du lịch đó bạn du lịch á mà nói có mất phước hay không cái này khó trả lời lý do là sao là vì cái cái mục đích cái thái độ cái tư thế và thậm chí cái việc chi dùng trong cái chuyến du lịch của từng người nó khác nhau có nhiều người sư cô biết ha là những giáo sư là những học giả mỗi chuyến du lịch của họ là sao đi nghiên cứu đi mở rộng tri thức học hỏi thêm nhiều điều mới và giới thiệu cho những cái uh, nghiên cứu sinh rất là nhiều điều bổ ích quý giá trong cái chuyến đi cái việc này á là thông qua cái chuyến du lịch mà tiếp thu được rất nhiều kiến thức quý báu và mở rộng ra được cái kết quả nghiên cứu về những cái người mà họ nghiên cứu về khảo cổ học về lịch sử về văn hóa Phật giáo vân vân thì những chuyến du lịch này vô cùng có giá trị chứ đừng có nói là tốn tổn phước nữa à, vì qua các chuyến du lịch đó bao nhiêu điều hay tốt đẹp đã được à, lan tỏa đã được à, truyền bá đã được truyền lưu lại cho thế hệ sau và cũng được tiếp cận và và khai mở còn những người đi du lịch thành hương thì như thế nào bạn phải một lần đi tham dự cái chuyến hành hương về đất Phật hoặc thành hương về những cái thánh tích. Mình mới thấy cái giá trị trong cái chuyến du lịch ở đây nó không đơn thuần là chuyến du lịch mà nó là một cái cuộc hành hương mà mình có thể chấn động cái tâm tư mình. Từ đó trở đi phải nói là cái bồ đề tâm nó được củng cố và tinh tấn vô cùng có những người thăng tiến trong tâm linh. Ngay cả chính sư cô đi xuất gia được cũng là nhờ một cái chuyến hành hương về đất Phật thật sự mà nói vậy. Vậy thì những cái chuyến du lịch này nó không có mất phước mà nó còn tăng phước nữa. Theo sư cô thấy là vậy. Học hỏi, tăng trưởng kiến thức, tăng trưởng đạo đức trong những cái chuyến hành hương là phải ăn chay, ngồi thiền chứ có được xài à, hoang phí gì đâu mà thậm chí là còn bố thí, cúng dường làm nhiều cái cái Phật sự thiện sự cho cái nơi mà mình đến nữa. À, giống sư cô mà dẫn Phật tử đi hành hương ở Hàn Quốc này nè Mỗi tháng là đi một lần Đi đến đâu là mình có cúng dường tới đó Và cô giảng dạy cho Phật tử rất là nhiều những cái giá trị văn hóa Phật giáo ở nơi mà mình đến thăm Thì ở đây cô thấy cái giá trị của cái chuyến đi nó lớn vô cùng so với cái việc là mình không đi à, còn những người mà du lịch mà đi làm sao đi đánh bài du lịch mà để đến những cái điểm mà casino để để thỏa mãn cái việc mà chơi bài chơi bạc hoặc là để tiêu dùng hoang phí xa xỉ hoặc là thậm chí là còn thỏa mãn cái nhu cầu giới tính dục vọng một cách rất là thác loạn vậy thì cái này nó mất phước là đúng rồi nó hưởng thụ về phàm tục đúng không à, cho nên mình thấy là mình không thể nói là có phước hay không có phước mà quan trọng là mình dùng cái phước tài sản này gọi là thế sản là cái 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 tài sản vật chất ở thế gian này để mình chuyển hóa nó thành cái hình thức gì? Chuyển hóa nó thành thánh sản đó là công đức mình tu tập trì giới trong khi mình đi hành hương hay là chuyển nó thành cái mới kiến thức mà rất là quan trọng là có có làm phong phú cho đời sống của mình. À, mình chuyển cái cái tiền bạc này nó qua một cái hình thức hưởng thụ khác, hưởng thụ về tâm linh cao thượng hay là hưởng thụ về phàm tục và mất phước. Cho nên mình không thể nói một câu đơn giản được mà tùy vào cái cách đi du lịch như thế nào. Nhiên. Có rất là nhiều câu hỏi quý vị. Thôi sư cô xin dừng pháp thoại ở đây và hẹn là uh, pháp thoại sau sư cô sẽ trả lời tiếp được không ạ. À? Xin tri ân và kính chúc quý Phật tử luôn được an lành. Quý Phật tử có câu hỏi thì có thể gửi về fanpage Đạo Tràng Đạo Vật Ngày Nay Hàn Quốc hoặc là gửi vào... Uh, email giác lệ hiếu com bun temple com à, có nhiều câu hỏi đã trả lời rồi quý vị vào kênh youtube giác lệ hiếu thì trong đó có cái danh sách phát á, tức là cái phần mà vấn đáp Phật pháp thì trong đó có khoảng 35, 36 cái phát thoại đã trả lời rồi và dưới mỗi cái phát thoại đều có cái list câu hỏi danh sách những cái câu hỏi thì có khi nó là những cái câu hỏi mình đang thắc mắc. Ha, hoặc là bạn mình đang thắc mắc thì mình có thể gửi đường link cho bạn mình xem à, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật